tu sĩ Phật giáo có cần là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam không? Ừ, theo luật của Phật ấy, thì không. Nói một cách dễ hiểu thì những vị tỳ khưu xuất gia ở Thái Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Nhật Bản hay là một nhóm các tỳ khưu ở rừng thì các vị đó không phải là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng mà các vị ấy vẫn là tỳ khưu miễn là việc xuất gia đúng luật. Vậy. Ý, việc xuất gia làm tỳ khưu như thế nào là đúng luật. Thì thuở sơ khai á, một vị được gọi là tu sĩ Phật giáo khi mà vị ấy quy y Tam Bảo có Đức Phật chứng minh hoặc là vị ấy xuất gia theo dạng ethivikkhu. Cho đến khi ngài Rahula xuất gia thì ngài sa-la-bút-tá muốn việc xuất gia được tôn kính à, cho nên ngài đã xin Thế Tôn ban hành giới luật cho việc xuất gia. Từ đó vị xuất gia do quy y tam bảo thì không còn hợp lệ nữa mà vị đó phải xuất gia trong tăng sự xuất gia của 10 vị tỳ khưu trở lên còn nếu ở vùng biên địa thì là 5 vị tỳ khưu và tăng sự xuất gia phải trong si ma và tuyên ngôn tăng sự phải hợp lệ thì bằng việc xuất gia đúng luật do đức phật chế định này nè thì vị đó mới được gọi là tu sĩ phật giáo còn trường hợp của vua bukusati là vị vua mà sau khi nghe tin tam bảo xuất hiện ở đời thì vì lòng tin nên đã tự cạo bỏ râu tóc rồi từ bỏ gia đình đi tìm đến thế tôn để xuất gia thì khi đó vua bukusati vẫn chưa phải là tu sĩ phật giáo khi vua bukusati chứng quả ana hàm khi gặp thế tôn mà thế tôn thuyết pháp cho nghe đó thì vẫn chưa phải là tu sĩ phật giáo mà sau đó đó vua Tý phải xin phép thế tôn cho thọ giới Tỳ Khưu thì mới có thể trở thành tu sĩ Phật giáo được. Về danh xưng Tỳ Khưu thì được gọi là Tỳ Khưu khi mà vị đó chứng đắc thánh đạo thánh quả thì cái này được gọi là bản thể Tỳ Khưu. Còn hoặc là được gọi là Tỳ Khưu khi xuất gia đúng luật do Đức Phật chế định. À và được gọi là tỳ khưu khi mà Thế Tôn đang thuyết pháp thì sau khi chấm dứt thuyết pháp thì trở về hai loại trên. Về việc hoàn tục thì việc hoàn tục là cách gọi khi một người từ bỏ vị thế của một tu sĩ Phật giáo. Cái chuyện hoàn tục á, xảy ra khi một người xác nhận với người khác rằng tôi không phải tu sĩ mà người khác có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Sau khi việc hoàn tục xảy ra đó thì vị đó không phải là một tu sĩ Phật giáo nữa. Trong trường hợp vị đó có niềm mong mỏi trở lại thành tu sĩ Phật giáo thì phải đi đến gặp các vị tỳ khưu và xin làm tăng sự xuất gia trở lại giống như đề cập ở trên. Với điều kiện không phạm các lỗi sát cha, sát mẹ, sát a la hán, làm Phật chảy máu, làm nhơ tỳ khưu ni và mạo nhận tăng tướng. Bởi vì một người đã phạm các lỗi trên á thì Đức Phật quy định vĩnh viễn không được phép xuất gia nếu lỡ xuất gia thì trục xuất à, do đó Phật giáo không không phải của riêng ai à, việc thực hành theo lời dạy của Phật thì không bị giới hạn bởi người tu sĩ hay cư sĩ à, nhưng mà để được gọi là tu sĩ Phật giáo thì cần phải có sự xuất gia đúng với quy định mà Đức Phật đề ra